Các bạn ơi, hôm nay mình đi ra cái bãi cỏ này mình chơi này. Đây là bãi cỏ này. Mình thấy hôm đêm qua mưa này các bạn ơi. Ở trên này rụ rau muống này các bạn ạ. Cá rô lách lên trên này này. Cái vũng trũng này các bạn ơi, nhiều chưa? Nhiều cá rô thế nhỉ? Bây giờ để mình múc nước vào cái ca này mình đi mình bắt cá rô mình mang về nhà mình nuôi nhá các bạn nhá. Rồi. Các bạn ơi, mình đi chơi dai chơi mình gặp thấy toàn cá rô này. Ẩn hết ở trong cái vũng này các bạn ạ. Wow, bây giờ để mình bắt từng con một nhá. Ui to quá. Ui con cá rô này to chưa này các bạn ơi. Để mình bắt con này trước. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Lách vào cái là nó ở đây nó đọng hết trong này. Bắt được một con này các bạn ạ. Tiếp xem mình lại mò tiếp xem nào. Ồ, nhiều lắm các bạn ạ. Ui. Đây nữa này, được một con nữa các bạn ơi, hai con. À. Đây các bạn thấy không? Hai con rồi. Tiếp xem nhá. Ui, con này sắm à. Mạnh. Wow, ui nhiều dưới này nhiều lắm các bạn ơi. Ui, đây. Nhiều thật các bạn ạ. Ui, nhảy cả lên đây các bạn ạ. Wow. Ui giời. Nhìn thấy một con này nó nhảy đến đây lách này các bạn ạ. Đấy, bắt luôn. Ba con rồi, cho đây. Mà hôm nay mình ra đây mình gặp nhiều cá rô quá các bạn ơi. Ồ. Bốn con các bạn ạ. Tiếp xem. Ui con này này các bạn ơi, to chưa? Ui rô ta này các bạn ơi. Đêm qua lách là mắc cạn ở đây các bạn ạ. Wow. Đây các bạn có thấy không? Để mình bắt con này nhá. Ui, to quá. Ui giời. Wow. Ui to thế các bạn ạ. Sợ chứ. Ui đây rồi. Ui giời đấy tay luôn. Thích chưa các bạn ơi? Này các bạn ơi, mình bắt được con này. To quá. Ui. Để mình rửa đi. Thả vào đây của mình. 1 2 3 4 5 con rồi. Tiếp xem. Mình mò xem hình như vẫn còn nhiều lắm các bạn. Đấy, mình vẫn chạy. Ui. Wow. Đây đưa một con nữa các bạn này. Đấy, ui nó bắn mình. Để xem nào, còn không. Ui đây, vẫn còn các bạn ơi. Nó dồn hết rồi ở cái húng mưa húng này các bạn. Wow. Đây. Mình mò nó lách ở lên trên này các bạn ơi. Wow, nhiều chưa? Xem còn không. Ui đây vẫn còn. Lại một con nữa. Ui. Ở cái húng này sao nhiều cá quá các bạn ạ. Xem còn không nào. Ui hết rồi sao ấy các bạn ạ. Hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. Mình mò không thấy gặp cá rồi. Wow. Ui bắt nhiều chưa các bạn ơi. Đây. Ui giời ơi. Toàn cá rô to thôi. Rô ta. Mưa đầu mùa là nó lách lên đấy các bạn ạ. Thử đi tìm thôi. Vào trong này xem còn có gì nữa không. Xin chào bác ta. Wow, các bạn nhỏ có cái gì đấy? Hôm nay mình có một cái ca. Mình đi nhặt đồ. À, bây giờ các bạn đi ra cái bãi cỏ này các bạn nhặt đồ thế. Ô, mình nghe thấy một tiếng đấy. Có con gì đấy các bạn ơi? Con gà. À, con gà à? Hình như đúng rồi. Đây rồi các bạn ơi, mình nhìn thấy một đàn gà đấy rồi. Một đàn gà đang chơi ở bãi cỏ này, đang ăn cỏ đấy các bạn ơi. Bạn đẹp chưa? Đang ngủ này các bạn ơi. Ô. Này các bạn ơi, bạn gà này đang ngủ này. Cái đàn gà của nhà ai thả ra đây này. Ôi đáng yêu chưa? Wow. Bây giờ các bạn mình có cái hộp này, bây giờ mình bắt gà mình mang về nhà mình nuôi đi các bạn ơi. Một con này. Ồ các bạn, bạn Minh mà bắt được một con. Bắt ôi. Ồ hai con. Ôi đây. Ba con liền. Ôi bạn thả bạn bắt đi, bạn bắt được con gì không? Mình chẳng bắt được con gì. À, đây này, mình nhìn thấy cả một con gà. Nó ở đây này các bạn Thảo ơi. Con này đẹp chưa? Ôi là đi nhảy ra rồi. Ồ. Nó một cái gì. Ồ. 4 con, 5 con rồi. Wow, ô bắt tiếp đi. Ôi nhiều gà quá. Bảy con gà rồi. Cái bạn này hay quá. 8 con. 9. Và có con ui, 10 con. Ui con gà đáng yêu chưa? Ba, thả bảy bắt được con nữa. Ui 11 con gà cơ à. Nhiều gà thế nhở. Ở đây mình nhìn thấy một con gì trên này. Có khủng long. Ồ, sao thành có cả khủng long ở đây này. Ui các bạn ơi, khả năng ở bãi cỏ này là bãi của khủng long đấy các bạn ạ. Đúng rồi, mình đi lạc ở bãi khủng long rồi. Mình cho vào đây. À, mình cho vào đây khủng long. Ui, khả năng mình cầm đi.
À đây các bạn ơi. Mình có cái này đây này, mình nhìn thấy cái này của ai đi. Hình như nhà ta nuôi gà người ta để ở đây này. Các bạn bắt gà bắt bỏ vào đây đi. Ủa đúng rồi. Ồ có một con bạn gà này. Ở đây có một bạn gà nữa này. Bây giờ phải bắt gà bỏ ở đây để cho nó ăn nhé các bạn nhé. Đây là 12 con các bạn ạ. 12 con. Wow. Gà này bạn không muốn chơi. Đúng rồi, đây là cái hộp để đựng gà. Đấy cho vào đây nhé các bạn nhé. Ui, vừa nãy mình nghe ca ở nước cho mà. Ồ, các bạn này đã ở nước rồi. Rồi. À để mình đi ra đây mình muốn lấy gà ăn nhỉ. Ồ, sao mình nhìn thấy một con khủng long gì thôi, sao nó bé tí xíu thế này các bạn ơi. Xíu xanh dương. Đấy, các bạn có thấy không? Xanh dương các bạn ạ. Ồ, khủng long khá là nhỏ đấy các bạn ạ. Đúng rồi, nhỏ mình cho vào ca là mình đi tìm tiếp xong ở ngõ cho mình xem còn có gì nữa không nhá. Ui, các bạn ơi, là một con nữa này. Con khủng long nữa này các bạn. Ồ, bạn đã nhận được một con gì đấy? Con khủng long. Wow, khủng long bé nhỉ. Để mình để ạ. Có hai con. Ừ, bắt được hai con luôn. Ồ, đây được à. Ui, đây khủng long bố. Ui, giữ cho này. Cũng nó ăn thịt này. Ừ. Wow, cái hàm răng của nó này sợ nhờ. Ui các bạn ơi, mình nhìn một con ốc sên này. Ui, ôi, ôi, cái con gì này, ôi, con ốc sên à. Ốc sên mẹ à. À, con ốc sên à. Ôi, nó lái vào mặt đấy các bạn. Ốc sên này nó bỏ lên bỏ tường này các bạn ơi. To ăn nhờ. Nè, để mình mang ra cái vườn kia mình thả nó cho nó sống nhá. Đây nè, mình mang ra cái bãi cỏ này mình thả con ốc sên này cho nó sống các bạn ơi. Đấy, ở đây cho nó bò. Tiếp xem mình lại đi tìm chiếc. Ui đây. Đây vẫn còn con gì trên đây này. Ui, có khủng long. Đây vẫn còn khủng long các bạn ơi, khủng long ăn thịt này. Ui, khủng long nó móng nó dài chưa. Sợ chưa, khủng long ăn thịt. Móng nó hơi bị nhọn luôn. Cho vào đây. Tiếp xem, bạn đi để tìm xem nào. Còn con gì nữa không? Ui, có một con khủng long ba sừng. Ba sừng, khủng long hai sừng. Đây là khủng long ba sừng đây này. Bạn Thảo và bạn Trang có nhìn thấy không? Khủng long ba sừng. Ôi, đi nhiều khủng long quá. Ô, bạn Bi bạn lại nhặt được con khủng long rồi. Khủng long bạo chúa con. À, khủng long bạo chúa con á. Ừ. Đây phải có khủng long bạo chúa con không? Không, đây là khủng long chị. À. Khủng long T-Rex. T-Rex à? Cho vào đây nhá. Đi lại đi tìm tiếp xem. Ở ngõ nhà mình sao nhiều khủng long thế nhỉ? Ui. Mình thấy một bạn khủng long đỏ này. Khủng long đỏ trên cái bậc này. Một con khủng long đỏ á. Chắc là bạn đang leo trèo lên kia đấy. Ủa đây đứa này. Wow. Khủng long. Khủng long tinh nghịch chưa nhỉ? Rất nhiều gai luôn. Rất nhiều gai luôn. Khủng long gai tinh nghịch nhá. Ấy, cho vào đây. Ôi, các bạn ơi, có một con khủng long cổ dài. Bạn Thảo này bạn đã nhận được cả khủng long cổ dài đâu này. Dài ăn cổ à, nó đang trèo lên này nó ăn cổ này. Sao ở đây sao nắm khủng long thế? Khả năng vẫn còn khủng long đấy các bạn ơi, các bạn đi tìm đi. Ôi. Ủa đây này, bạn Thảo đã nhận được con khủng long. Khủng long anh à? Vâng. Hay nhỉ. À, cái khủng long này mình đã. Cũng không biết nữa. Ừ. Đây nhà chúng mình tìm hiểu đi. Ừ đúng rồi, cho vào đây. Nhiều khủng long quá. Ừ đây. Đây này, một con khủng long này các bạn ơi, sợ chưa? Con thằn lằn này sao ấy các bạn ạ? Khủng long thằn lằn à? Con thằn lằn các bạn ạ. Ui, sợ nhầy, khủng long này cũng là khủng long ăn thịt đấy, quái thú đấy các bạn ạ. Nhiều khủng long quá. Ui đây nữa này. Vườn nhà mình sao nhiều khủng long thế nhỉ? Khủng long luôn. Quá nhiều khủng long luôn các bạn ơi. Sợ thế nhỉ? Khủng long này đang đi dạo chơi sao ấy? À đúng rồi. Cho nó vào đây. Tiếp xem còn khủng long nữa không? Ồ. Đây nữa này. Khủng long đang đi chơi lên gạch nè. À khủng long đang trèo lên nghịch gạch chơi xem tìm trong con không. Ui hết rồi. Đây. Ui có một con khủng long sắc mọng nè. À khủng long này khủng long gì? Nó chiếc nó hấp sắt luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Xin chào.